Trong vlog lần này, ba nghệ sĩ sân cỏ Canfis, Linh Bách và Tuấn Bỉa chung một chiến tuyến sẽ như thế nào? Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang cùng theo dõi kênh YouTube của Cán Quiz. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở một sân bóng rất là đẹp, ở một cái địa phương mà chắc nhiều bạn nghe sẽ thấy là rất là lạ. Khi mà bóng đá phong trào gần như là rất ít khi được nhắc tới, đó là Hưng Yên, một cái tỉnh ở ngay giáp Hà Nội thôi. Và ngày hôm nay mình đang có mặt ở huyện Yên Mỹ và sẽ đầu quân cho đội Gió Ngàn để tham gia tranh tài ở một giải đấu phủi rất là hấp dẫn ở đây, quy tụ rất là nhiều ngôi sao. Điều mà mình ấn tượng nhất đó là cái sân bóng này được làm rất là chỉn chu bài bản, với 4 cụm sân, 4 sân ở trên một cái cụm đất mà là được làm khá là đẹp, để mình cho các bạn xem ở góc trên cao nhé, nhìn như Tây luôn. Hôm nay mình sẽ cố gắng thi đấu hết mình, bởi vì các khán giả ở đây cổ vũ rất là nhiệt tình và ra rất là đông. Let's go. Nào hãy cùng đến với những diễn biến của trận đấu này. FC Gió Ngàn gặp Thành Công. Mỗi đội được hiện diện 3 cầu thủ ngoại binh, tức là không có hộ khẩu Hưng Yên trên sân, nên Linh Bách cùng với hai em trẻ khác đá trước, Tuấn Vỉa và Cán Quýt đá sau. Phía Thành Công có Đình Thiệu, Tài Ba Lô và Lộc Ếch là ba ngoại binh cũng tương đối chất lượng. Sân bóng HKPL này theo mình là không lớn, xong rồi lại còn có quả khán đài hai bên nên cảm giác càng hẹp hơn. Có cái bất tiện cũng có cái rất hay, đó là khán giả sẽ được liên tục chứng kiến những màn ăn miếng trả miếng từ hai đội. Đi đá nhiều nơi rồi, mình xin mạnh dạn nhận xét thế này: anh em phủi Hưng Yên chơi tương đối lành, rất ít tình huống va chạm ác ý. Khán giả nhiệt nhưng cổ vũ cũng rất văn minh. Ngồi ngoài dự bị là cũng sốt ruột ngứa chân lắm đấy, nhưng thôi để dành sức bung hiệp 2 vậy. Trước khi về Hưng Yên là cũng vừa xúc miệng độ 20 phút trận đấu tại giải hạng nhì cùng với MUVN rồi. Các bạn thấy khốc liệt chưa? Định là bình bán nhiều, nhưng có khi cứ nghe nhạc và xem diễn biến thôi là cũng đủ phê rồi đúng không? Sát của số 29 hiện đứng bên phía Gió Ngàn. Linh Bách, kỹ thuật của Linh Bách không vào. Sau rất nhiều những tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ thì đến phút 21, thế bế tắc của trận đấu cũng đã được gỡ bỏ sau pha vô lê ấn tượng của đội trưởng bên phía Thành Công. Gió Ngàn cũng có cho mình những cơ hội rất sáng, nhưng may mắn chưa đứng về phía chúng tôi. Tôi đã nghĩ thôi hiệp 1 thua một bàn cũng chấp nhận được để hiệp 2 làm lại. Nhưng đúng những giây cuối trước thời gian nghỉ giữa trận thì bàn thắng thứ 2 đến với Thành Công.
đội trưởng áo trắng tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo để đồng đội ghi bàn. Hiệp 2, cả ba anh em Linh Bách, Tuấn Vỉa và Khánh Chris đều đã ở trên sân và chúng tôi chơi thứ tấn công tổng lực. Trước giờ chưa có một đội bóng phủi nào quy tụ được cả ba vũ công trên sân 7 này trong cùng một màu áo. Có lẽ chẳng một huấn luyện viên nào muốn chơi giao như vậy. Nhưng theo tôi, nếu để ba anh em kết hợp quen nhau thì đối thủ cũng tương đối mệt đấy. Cả ba đều có kỹ năng tạo đột biến rất cao nên ok, có thể thủ sẽ kém chút nhưng bù lại, khán giả sẽ được chứng kiến rất nhiều pha bóng tấn công hay ho đa dạng. Với anh Linh, đó là sự điềm đạm thong dong và những pha xử lý rất mềm mại. Tuấn Vỉa giữ bóng trong chân thì khó ai mà lấy được, thi thoảng lắc qua lắc lại và nhìn ra đồng đội để tìa khe. Cán Chris trông mồ mè thế thôi chứ cũng có những ngón võ sở trường khiến hậu vệ đối phương phải rén đấy. Khách quan mà nói thì sân nhỏ này sẽ giới hạn đi sự lợi hại của mỗi vũ công. Trời mưa bóng trơn sẽ là một rào cản. Và để thua trước hai bàn thì càng khó để có một tâm lý thực sự hưng phấn. Anh em cứ kiên nhẫn, chờ đến những trận đấu sau rồi kiểm chứng lời tôi nói nhá. Chris bóng trở lại trong chân các cầu thủ FC Gió Ngàn và đó là đường chuyền dành cho Tuấn Vỉa, không vào. Dứt điểm, không vào. Cán Chris hướng đi bóng kỹ thuật và tung ra một pha dứt. Mọi thứ đang rất hồi hộp. Khoảng thời gian còn lại chúng tôi buộc phải chơi power play với Linh Bách làm thủ môn. Rất tiếc hàng thủ thành công vẫn chơi vững vàng khiến chúng tôi không tìm được đường vào khung thành của họ. Và khi tìm thấy đường rồi thì lại bị chặn bởi sang ngang. Chung cuộc Gió Ngàn để thua 0-2. Hẹn gặp lại mọi người ở một trận đấu khác. Anh em chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trình diễn thứ bóng đá vừa đẹp mắt vừa hiệu quả, phục vụ bà con nhá.